trường hợp thứ tư là chúng ta sẽ nhập mua dịch vụ. Thường thì cái phần này chúng ta sẽ vào trong cái hóa đơn mua hàng dịch vụ, tức là nó chả liên quan gì đến kho đúng không? Các bạn ví dụ như các bạn thanh toán với khoản tiền điện cho tiền điện cho điện lực chẳng hạn. Nó là một cái loại dịch vụ tiêu hao năng lượng. Các bạn chọn đây. Thêm mới đúng không? Từ từ, chỗ này hướng dẫn cho các bạn cái chỗ nào đầy đủ đây. Chúng ta vào mua hàng này hoặc là nghiệp vụ đây nhá, mua hàng này, mua dịch vụ này. Các bạn chọn mới. Thế thì ở đây chúng ta chọn các cái trường hợp này chưa thanh toán bằng tiền mặt là nó tạo phí chi luôn đấy các bạn nhé. Còn cái trường hợp chuyển khoản thì tôi cũng nói luôn là cái trường hợp chuyển khoản nó thường ít, rất là ít xảy ra, thì gần như không xảy ra. Các bạn không thể có cái khái niệm là các bạn vừa nhận hóa đơn đúng cái lúc mà các bạn chuyển khoản, cực kỳ khó đúng không? Ở đây ví dụ chúng ta đây là cái công ty điện lực nhá, nếu mà thiếu thì chúng ta khai báo ở đây và thêm đối tượng này, thôi thêm được cái đối tượng cho các bạn biết là ở chỗ này có chỗ khai báo đúng không? Đấy, các bạn thông tin vào, các bạn đầy đủ, chúng ta chọn lưu là được. Đây. Đấy, sau chúng ta ghi vào đây thanh toán tiền điện sản xuất tháng 12 chẳng hạn, ví dụ thế đúng không? Ở đây chúng ta chọn tiếp mới này, ấn phím tab để di chuyển qua các cái màn hình nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy có cái mã dịch vụ này không? Nhưng mà trong cái chỗ danh mục hàng hóa vật tư thì chúng ta lại không khai báo cái mã dịch vụ. Không có nghĩa là chúng ta phải quay lại đấy để chúng ta khai báo. Chúng ta kích chuột phải vào giữa màn hình này, chúng ta chọn ẩn hiện cột, chúng ta ẩn cái mã dịch vụ đi. Không cần các bạn nhé. Ở đây các bạn đánh vào đây thanh toán tiền điện sản xuất. Đấy, các bạn ghi vào ở đây, ví dụ như nó là điện sản xuất nó là 154. Đấy, 154 này là dùng cho phân cụ thể là cho cái phần nào, các bạn tách ra cái phần đối với các cái chi phí này nhé, để nó cụ thể cho các cái phân xưởng. Các bạn nên tách trước vì cái này chúng ta không có phương án để chúng ta phân bổ nó. Các bạn có thể bỏ trống ở đây, hoặc đối với các cái trường hợp là áp dụng cái thông tư 200 thì chúng ta còn có cái 627 để phân bổ, những cái thông tư 133 ấy, nó không có và nó bắt buộc đưa vào đây luôn thì chúng ta phải tách ra nhé. Ở đây ví dụ như thế này, ở đây là ví dụ như 2 triệu rưỡi tiền tiền điện cho cái phân xưởng sản xuất 1, chúng ta chọn chi phí chung rồi ok, chúng ta thanh toán tiếp ở đây tiền điện 1542, ví dụ thằng này cũng là trong hóa đơn, chúng ta tách ra 254 ví dụ thế đúng không? Vẫn là đối tượng và chi phí sản xuất chung. Cái này thì không cụ thể của đối tượng tập hợp chi phí nào cả, nó không phải là đá, không phải là cái đá hay là không bán thành phẩm, mà ở cái phần này thì chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ phân bổ cái khoản chi phí này cho từng cái đối tượng tập hợp chi phí theo các cái tiêu chí như là chẳng hạn như nguyên vật liệu. Thế sau đấy chúng ta kê hóa đơn vào thôi. Thấy 10% mọi cái thì các bạn cứ kê đúng theo cái tất cả mọi thông tin này, hai cái này chúng ta kê kê một cái thôi. Chúng ta chọn Ctrl M nó sẽ tự động chuyển xuống cho các bạn. Ví dụ đây các bạn Enter rồi đó. Ctrl M nó chuyển xuống cho các bạn, các thông tin là như nhau nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ gộp lại thành một hóa đơn cho các bạn. Đây Ctrl M. Tất cả những cái này tự động nó liên liên quan đến cái vấn đề phân bổ vào cái giá trị của từng cái loại hàng này, nhưng mà khi chúng ta lưu lại thì nó sẽ gộp lại cái hóa đơn đấy thành một hóa đơn cho chúng ta. Đấy, trong bảng kê thuế nó sẽ lên tổng đó là 5046, 584 và 5046, 6658 các bạn nhé. Và nhập mua như thế.